Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đại Ca đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cho một trường game, đó chính là Bottle nha. Và nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ like, share, subscribe. Và các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả để mà mình làm thêm nhiều video mới và đáp ứng yêu cầu và comment của các bạn nha. Giờ bắt đầu nè. Thì trường game này là nó làm lại từ lâu không? Thì để có nhiều người vay. Nhưng ngay giờ mình chỉ vay lại cái trò này, dù là chưa vay lần nào. New game. Rồi nha, start new game. Rồi, chuẩn bị à. Ồ. What the? Ơi. Ok. Gì đây? Hey. Ô, mình nhắm nút im mình giữ à? Serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from the portal will open in 3, 2, 1. Hello, hello, ok xem. Mình cầm cái đài radio không á. Ô, mình kìa. Ô. Ô. Thế chứ. Ô, xem nó màu xanh hả? Hello, dear sexy. Ô. À, hiểu rồi. Cái gì vậy? Rồi nha. Rồi, wow. Cái này là teleport này các bạn. Ô, camera. Ô, nó đang xét mình. No. Xin cảm giác như về, có ai đã về xét mình. Thế nó. Ô, khóa cửa hả? Ôi. Rồi mình đỡ mấy cái đồ trên đây. Ô, có cái đồ ở đây à? Excellent. Please proceed to the chamber lock after completing each step. First, however, note the incandescent particle field across the exit. Okay, this aperture science material emancipation grid will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the aperture science weighted storage cube. Oh, thank you, file. Okay. Nhanh lên. Ô con. Lưu mình đang lưu cho chơi. Cái gì đây? Bài 1. Ô không có gì hả? Hi. Please place the weighted storage cube on the 1500 megawatt aperture science heavy duty super colliding super button. Ủa vô làm gì? Ơ. Ê đây vô game sao chơi. Hình như mình lấy cái hộp đợi kia cửa mới mở. What the hell? Wait, what? Cái gì? Quần bị nhốt. Yeah. Perfect. No. Please move quickly to the chamber lock as the effects of prolonged exposure to the button are not part of this test. Yeah. Rồi, bye bye. Ui, dở quá chứ.
Nhâm là dễ. Gì đây? Hình như cái này đi cầu thang mình thấy hơi nhanh nhéo nha. Ô, cái gì vậy? Ôi. Ok. Cái gì vậy? Thôi không có chuyện gì hết. You're doing very well. Please be advised that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol, but is an unintended side effect of the Aperture Science Material Emancipation Grip, which may, in semi-rare cases, emancipate dental fillings, crowns, tooth enamel, and teeth. Yeah, wow. Ờ, vô làm sao? Mình vô làm sao? Ủa? Vô làm gì? Ờ, hiểu rồi. Qua. Ủa, cái gì vậy? Very good. You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. With it, you can create your own portals. These intradimensional gates have proven to be completely safe. The device, however, has not. Do not touch the operational end of the device. Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should you shoot. Ngon. Giờ làm sao? Đâu đỡ mình xem thử. Cân. Để mình coi thử nha. Làm sao để đặt cái khó kia nha. Cái khó của mình gì. Ngon. Mình làm gì được à? Ôi vô đôi em. Rồi ok vô qua chỗ đó. Giờ xe quay game đây. Giờ mình có cái súng dịch dưỡng theo level. Rồi đi tới mẹ tiếp theo. Rồi. Khu này đây. Mà mình có biết đâu bật ký đã xem lên một đoạn. Heo. Mình nhảy xuống đây coi sao. Bro. What? Hiểu rồi. Xeo lên. Ê. Bánh về đó. Ok. Well done. Remember, the Aperture Science Bring Your Daughter to Work Day is the perfect time to have her tested. Hay dạ. Ui. Rồi được. Giờ mất vậy. Rồi. Người tao. Xe lót đi nữa. Quay bang. Đợi lưu. Welcome to test chamber 4. You're doing quite well. Ha. Open fast. Phê. Open cực kỳ mặc. Wow. Mới làm cái gì vậy?
Whoa, L it. What's hell? What the? Đừng con cầm cái này theo. À, ngon. Ô. Dục. À. Rồi. Ui. Ui quá. Sao đặt cái màu đỏ luôn ta? Đừng con xem thử nha. Rồi thì mình trèm gần mẹ bên mắt mặt lại lỡ. Ô cái gì đây? Ô cái này. Ô giờ mình mới thấy cái này bay bở đâu. Nu cái này. Ô cái này bay bở đâu. Chết lâu. Mình không thích nó bay bở đâu à. Thấy chưa? Mình đang ở chỗ này đây. Ok. Ê no. Ô kẹt luôn. Tụi ta nói vỡ sọ hay sao? Tụi ta nói chỉ có thường ngay gây vỡ sọ. Rồi. Rồi cái này rồi. Ôi. Em bị lơ. Còn một cái nữa. Ê. Tại sao? Ôi. Ủa là sao? À, còn một viên nữa. No. Đẩy vô. Ô, nhìn thấy éo ghê vậy. Rồi, kì qua em em. As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Good job. As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in 3, 2. Mình không thích cái việc đi thang máy á. Đi thang máy nó hơi. Nó thích đi thang máy chút nha. Ủa cái gì vậy? What that? While safety is one of many energy center goals, the aperture science high energy pellet seen to the left of the chamber can and has caused permanent disabilities such as vaporization. Please be careful. Ủa sao? Mình chó đâu hả? Ồ dê. À, chèm vô nó chết. While safety is one of many enrichment center goals, the aperture science high energy pellet seen to the left of the chamber can and has caused permanent and unbelievable. Oh, you. Subject name here. Must be afraid of. Subject phone call here. Rồi bé mẹ đi theo. Cửa có lúc nó bị hư rồi. Rồi về mẹ. Mẹ đây mẹ gì đây? Warning devices are required on all mobile equipment. However, alarms and flashing hazard lights have been found to agitate the high energy pellet and have therefore been disabled for your safety. Nó muốn nó bay vỡ đâu đâu. No. Nó phải vô trong cái màn gì. Yeah. Now use the aperture signs on stationary scaffold to reach the chamber lock. What?
vậy luôn. Đỡ mình xem được nha. Ha, hình như à, trời ơi, tưởng gì dễ. Hello, ở đây. Hey, nhanh lên. 1, 2, 3. Rồi bắt cua. Rồi bê mèo. Hình như mấy cái mèo đây sẽ thấy giống như thử nghiệm cái gì ta, teleport đấy. Chơi game kinh dị thì vui hơn. Thấy cái này nó hơi lè lè. Rồi. Please note that we have added a consequence for failure. Oh, đây là những cái chốt à. Any contact with the chamber floor không được uống nước gì đó, bra bra. Không lo bị chìm nước, giật đi không? Good luck. Hoặc là bay vô đây. Oh, vỡ sọ. What, là sao? Không được tắm. Cho tắm nhớ, yeah. Oh, dưới đây mát. Sẽ chết rồi. Ô, dưới đây mình thấy có cái gì kìa. Rồi. Ô, ẻo ẻo ẻo. Ủa, cái gì vậy? What the? Gì? À, you're right. Nhau nút cô đỡ mà nằm xuống, ngồi xuống, ok. Rồi, biết cách chơi. Nhanh.